Chào mừng các anh em trở lại với channel. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review và dùng thử một cái máy in nhiệt. Nó có thể giúp cho chúng ta in nhãn, tên sản phẩm, giá bán cũng như là in barcode. Và mình cũng sẽ hướng dẫn anh em chi tiết cách để chúng ta thay tạo được barcode, QR code bằng phần mềm và kết hợp in với cái máy này. Cái máy này hiện tại mình mua giá rất rẻ luôn anh em. Trên thị trường anh em sẽ rất là thường thấy cái hiệu tên là eSprinter này. Thực ra đây cũng chỉ là hàng Trung Quốc thôi, nhưng mà cái mức giá nó rất là dễ chịu, rất là dễ tiếp cận cũng như là độ bền cũng khá ổn. Mình mua cái đời này là eSprinter XB236B, giá chỉ có 799.000 thôi anh em. Nó sẽ có những cái đời cao hơn. Cái đời này có thể in được giấy đề can khổ là 50-30, 40-30 và in bill giấy 5745. Cái khổ này cũng khá là ổn và có những cái đời cao hơn, giá loanh quanh khoảng 1.2, 1.3, 1.4 chẳng hạn 350B nè. Thì cái đời này mức giá nó trung bình, có những đời giá rẻ hơn nữa, 400-500 ngàn. Cái ưu điểm của cái máy in nhiệt á là nó sẽ in với tốc độ rất là nhanh, nó không có bị ồn như là máy in kim và nó cũng không có cồng kềnh như máy in phun, máy in laser, bởi vì nó sử dụng nhiệt. Giá của máy khá là rẻ, cũng như là cái những cái giấy in này được làm đề can nè, rất là tiện chúng ta gỡ ra, cũng như là nó không có cồng kềnh, nên không có hợp mực. Nó hoạt động với cơ chế là cái giấy nè, đây là cái loại giấy đặc biệt, khi mà có nhiệt tác động vào á là nó sẽ bị đổi màu. Trên đây nó sẽ có cái độc làm nóng lên cái phần giấy này, để giấy này tự động đổi màu luôn, chứ nó không phải sử dụng mực in, nó in vào trên cái giấy. Đây cho anh em thấy à, giấy màu trắng ha, đây nó đen ngay. Trên đây nó có hóa chất để mà nó thay đổi màu. Rồi chúng ta trở lại với nhân vật chính ha. Thì cái bộ này chúng ta nhận được sẽ gồm một cái dây nguồn, dây cũng loại bình thường thôi. Chúng ta có một cáp USB. Anh em thấy thì cái chất liệu nhựa nó cũng là cái loại chất liệu nhựa bình thường thôi. Đây là hàng ở mức giá trung bình, thậm chí là giá đang khá là rẻ, nên là cái chất liệu nhựa chúng ta không thể nào đòi hỏi cảm giác cao cấp được. Ở phía dưới đây chúng ta có cổng kết nối nè, chúng ta có cổng USB để kết nối vào máy tính ha. Đây là cổng LAN nếu mà anh em sử dụng để kết nối với mạng. Bên hông có nút nguồn. Ở đây thì có một cái cổng trống chờ, phần nhựa dùng chung như nhiều đời máy. Rồi ở mặt dưới thì chúng ta sẽ có ở đây sử dụng nguồn 12V. Thì bên trong đây có adapter luôn rồi, nó không có thiết kế adapter lớn bên ngoài mà adapter tích hợp bên trong đây. Nguồn đầu vào 100-220V, 1A. Ở đây chúng ta sẽ có đèn online, đèn error, đây là pause tạm dừng và feed để đưa giấy vào. Bên hông này ta nhấn xuống thì sẽ mở được cái nắp để mà lắp giấy in vào này. Cái giấy này cũng rất là rẻ thôi anh em. Cuộn này là 40-30, 1.000 tem. Giá cuộn này là 32.000. Thì mỗi tem chúng ta chỉ tốn có 32 đồng thôi. Rồi chúng ta lắp vào ha. Bên trong thì anh em thấy nhựa nó cũng cơ bản thôi, nó không có được đẹp, không cao cấp đâu. Đây là cái phần để chúng ta chỉnh cái khổ giấy nè, bởi vì nó dùng được, cái máy này dùng được nhiều khổ giấy đó. Ok, rất là gọn luôn. Và chúng ta sẽ mở ra được. Như thường lệ chúng ta sẽ khám phá phần cứng bên trong anh em nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mở rong được phần cứng như thế này nè. Chúng ta sẽ có một bộ mạch chính như thế này đây. Đây là adapter. Thay vì lòng thòng ở ngoài thì bây giờ nó làm một cái khe để gắn vào trong đây luôn. Cái quan trọng nhất là nằm ở cái bộ mạch này nè. Hầu hết linh kiện ở đây là Trung Quốc thôi. Anh em thấy mật độ linh kiện nó cũng khá là ổn luôn. Nó cũng khá là tinh xảo. Quan trọng nó nằm ở những con chip này nè. Chip này thì của Nation, chip này thì của SMC, những cái hãng chip của Trung Quốc thôi. Nhưng mà nói chung với cái mật độ này thì nó cũng khá là ổn trong tầm giá. Đây chúng ta sẽ có đèn và các nút bấm nè. Đây có loa. Rồi, phần này sẽ nối lên socket phía trên. Socket phía trên đây là cái phần quan trọng để in ra được nè. Sẽ kết nối lên cái module phía trên. Rồi chúng ta sẽ tháo ra khám phá module phía trên luôn nha. Đây, module phía trên thì chúng ta sẽ được như thế này anh em. Đây là auxiliary sensor. Cái này thì nó sẽ nhận biết ra được là có giấy hay không. Và đây là cái phần tạo nhiệt để mà nó quét lên trên cái mặt giấy, giúp cho giấy đổi màu. Thiết kế kiểu module như thế này thì nếu mà bị hư phần nào thì chúng ta cũng dễ dàng thay thế. Nó tháo module này ra, lắp module mới vào là xử lý được thôi. Ok, cấu tạo khá là đơn giản luôn. Và nhìn chung cái độ hoàn thiện nó nằm ở mức bình dân phổ thông, chứ nó không thể nào đòi hỏi cái mức hoàn thiện ở cao cấp được với cái mức giá quá rẻ như thế này. Chưa tới 1 triệu nữa. Ở đây nè, sẽ có cái trục ha. Đây có bánh xe ăn vào bánh xe phía dưới nè, để mà kéo giấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cắm vào máy và test thử, cũng như là mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết cách tạo barcode bằng phần mềm Bartender. Ok, đầu tiên anh em sẽ tải folder Bartender với phần description. Chúng ta sẽ được như thế này, ta sẽ giải nén ra. Rồi sau khi giải nén thì anh em sẽ được folder Bartender. Anh em sẽ vào cài đặt Bartender 100, cài những phần mềm bình thường khác thôi. Sau khi cài xong thì anh em sẽ mở cái file phía dưới đây. Mình cũng upload lên anh em hai cái file. Đây là cái file Bartender nè. Và đây là cái file database. Anh em sẽ mở file lên. Trong đây mình đã thiết kế sẵn cho anh em nè. Còn nếu anh em muốn thiết kế thêm chữ gì trên cái nhãn anh em muốn, hoặc cái bill anh em muốn, thì anh em sẽ nhấn vào chữ A nè. Đó, nhấn vào đây. Đó, anh em sẽ gõ chữ vào. Rồi chẳng hạn như mình muốn tên sản phẩm ở phía dưới là barcode. Cái barcode là như thế này. Còn nếu mà anh em muốn tạo barcode thì anh em sẽ nhấn vào đây nè.
nó sẽ có nhiều loại barcode. Ở đây mình sử dụng barcode là 128 và insert vào đây thì nó sẽ ra barcode như thế này để chúng ta thiết kế mẫu tem của chúng ta. Cái việc thứ hai đó, đó là chúng ta sẽ đưa database, đưa cái cơ sở dữ liệu vào. Nếu mà làm đơn giản hoặc là mẫu cố định anh em có thể gõ tay vào, nó tự động dịch ra barcode. Còn những trường hợp mà anh em muốn nó lấy từ một cái nguồn khác, một cái lượng lớn thông tin á, thì anh em sẽ lấy từ file Excel, thì mình cũng đã tạo sẵn cái file Excel cho anh em này. Đây, chúng ta mở file Excel lên. Chẳng hạn như đây mình đã tạo sẵn nè, nó sẽ gồm có sản phẩm và mã vạch. Tên sản phẩm, ta sẽ gõ tên sản phẩm vào đây. Và mã vạch như thế này, anh em có thể random ra hoặc là gõ vào đây. Như trường hợp mình sẽ tạo cái mã này. Sau đó là mình sẽ copy ra, tăng thứ tự lên đi, để nó tạo thành serial number của sản phẩm, theo thứ tự tăng dần lên như thế này. Còn nếu anh em muốn random thì anh em sẽ gõ hàm random vào đây. Rồi, chúng ta sẽ lưu file Excel lại, đóng. Và chúng ta sẽ mở cái file template này lên. Đầu tiên, để liên kết file Excel vào cái file bartender này thì anh em sẽ nhấn vào database connection nè. Anh em sẽ nhấn add. Rồi chúng ta sẽ chọn vào Microsoft Excel. Next. Browse. Rồi chúng ta sẽ chọn vào file Excel đây. Rồi chúng ta chọn vào. Thì nó sẽ ra được ở đây. Nó sẽ nhận luôn các trường nè, gồm có mã vạch và sản phẩm đây. Bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ link, chỉ định cho nó cái trường. Đây sản phẩm nó sẽ lấy từ cái cột sản phẩm bên kia. Đây barcode sẽ lấy từ cái cột barcode ở bên file Excel kia. Chúng ta sẽ nhấn double đây. Phần type anh em sẽ nhấn vào đây, chọn database. Để nó ra database field ở đây. Rồi field name thì nó sẽ tự động đọc được cái file Excel đó và cho chúng ta hai trường nè, mã vạch và sản phẩm. Thì ở đây mình chọn sản phẩm. Đó. Rồi, close. Tương tự đối với trường còn lại thì chúng ta sẽ chọn vào đây, chọn database field, field name thì chúng ta sẽ chọn vào đây là mã vạch. Rồi. Bây giờ nó lấy xong rồi đó, mình sẽ in thử nè, print review nè. Đây anh em thấy không? Nó sẽ lấy dữ liệu cái sản phẩm nó thay thế bằng sản phẩm bên kia là Vichannel nè. Và mã vạch nó sẽ lấy từ cái số bên kia đưa qua và nó sẽ dịch ra thành barcode ở đây. Nó sẽ tiếp tục đó tạo ra những cái mã vạch tiếp theo của những trang tiếp theo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào file print. Bây giờ nó in ra thôi. Tốc độ anh em thấy cũng rất là nhanh nè. Ta sẽ có chất lượng của file in như thế này đây, khá là nét anh em. Nói chung những cái dòng máy in nhiệt thì chúng ta sẽ có cái độ nét và cái độ đậm nó sẽ như thế này. Cũng in bill tính tiền thì cũng có thể sử dụng như cái máy này. Ta mua khổ giấy lớn hơn, loại in nhiệt nó sẽ như thế này nè anh em. Bản chất của giấy nó đổi màu chứ không phải là nó phủ một lớp mực lên, nên là nó rất là bền nè. Nhưng mà nó chỉ bền như thế này thôi nha. Để lâu ngày là nó sẽ bị phai dần dần. Còn với nước thì nó hoàn toàn nó kháng nước. Nè, bây giờ ta test với nước nè. Đây. Nước hoàn toàn không ảnh hưởng ha. Đó, những loại in nhiệt nó sẽ được như thế này. Rồi như thường lệ, link mua hàng cũng như là link của tất cả những file cài đặt và file template này mình sẽ để dưới phần description cho anh em. Cảm ơn các anh em đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.